Gia Lượng dùng binh lấy tính làm gốc, bài học cho hậu thế nghìn đời. Trong lịch sử thì người ta thường nhớ đến một Gia các Lượng dùng binh như thần, tính toán trước sau 10 phần toàn vẹn. Nhưng ít người biết rằng, cái gốc của thuật điều binh khiển tướng của khổng minh lại nằm ở một chữ này, đó là Chỉ tính. Trong những năm 228 đến năm 234, và các lượng năm lần thống suất đại quân bắc phạt trung nguyên ôm chiến trùng hương hán thất tháng 2 năm 231 tức là năm kiến hương thứ 9 và các lượng lại dẫn đại quân tiến ra kỳ sơn một lần nữa và lần này để giải quyết triệt để vấn đề vận lương ông tuyển chọn nhiều thợ khéo chế đa trâu gỗ ngựa máy tải lương băng băng vượt qua rừng núi nghe tin khổng minh kéo quân đến thì ngụy minh đến tàu duệ tức tốc sai người triệu tư mã ý đang trấn giữ ở uyển thành về chủ trì đại sự quốc gia Tào Duệ lệnh cho Tư Mã Ý thống soái 30 vạn binh mã, hai châu Ung, Lương cự địch. Còn mình thì thân chinh dẫn quân ra Trường An đốc thúc chiến trận. Thục Ngụy hai quân đối mặt ở Kỳ Sơn. Tư Mã Ý biết quân Thục từ xa đến, lương thảo không nhiều nên cố thủ trong thành, quyết không ra đánh. Sau một vài trận thắng nhỏ thì quân Thục rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đến tháng 6, trời lại đổ mưa tầm tã, đường vận lương ngày càng khó khăn hơn. Trước đó, thì trưởng sử Dương Nghi cho rằng, mấy lần khởi binh bắt phạt, toàn bộ quân sĩ trong nước đều ra trận một lượt nên rất mệt mỏi. Việc tiếp tế lương thảo cũng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, ông đề nghị chia quân ra làm hai đội, lấy kỳ hạn thay phiên là 3 tháng, Ví như, có 20 vạn binh chỉ dẫn 10 vạn lên Kỳ Sơn, ở đó 3 tháng rồi sau lại dẫn 10 vạn binh ở Hậu Phương lên thay thế, Tuần hoang hoán đổi như vậy. Theo cách này, lúc nào quân trục cũng có được tinh binh ở ngoài trận tiền, đủ sức chiến đấu lâu dài. Gia các Lượng cũng cho rằng đánh Trung Nguyên không phải là việc ngày 1, ngày 2, cách của Dương Nghi rất hợp lý. Ông Chư quân làm hai cánh, lấy kỳ hạn là 100 ngày. Tuần hoàng thay đổi, Người nào vi phạm quy định thời hạn này thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Khi ấy, thời hạn 100 ngày như quy định đã đến, Dương Nghi báo cho Gia Cát Lượng. Thư tướng vốn ra lệnh cho binh lính 100 ngày hoán đổi một lần, nay đã đến hạn rồi. Quân Hán Trung đã ra khỏi cửa xuyên, công văn đã đưa đến, chỉ còn chờ quân trở về để thay thế. Hiện ở đây có 8 vạn quân, trong đó 4 vạn được đổi về. Gia Cát Lượng nói, đã có lệnh như vậy, lập tức cho họ về. Quân lính nghe tin, ai nấy để thu xếp chuẩn bị lên đường. Nhưng chính khi ấy thì biến động bất ngờ xảy ra. Tin báo về rằng Tôn Lễ dẫn 20 vạn binh mã các quận ung lương đến giúp cho quân ngụy đánh thẳng vào cửa kiếm cát. Tiêu mã ý thì dẫn quân tiến công lỗ thành. Quân thuộc đều vô cùng kinh hãi. Lúc này Dương Nghi và các tướng lĩnh dưới trướng đều can rằng quân ngụy đến quá gấp, Thưa tướng có thể giữ lại quân thay ca để đương đầu với quân địch, sau đó đợi quân mới lên thay rồi hãy cho họ trở về. Gia Cát Lượng nói, không được, ta dùng binh lấy tính làm gốc, phàm đã có lệnh từ trước thì sao có thể thất tính được. Hơn nữa thì quân binh khi đi đều đã có dự tính cho quay về, cha mẹ, vợ con của họ đều dựa cửa trong mong. Ta giờ có đại nạn cũng quyết không giữ họ lại, lập tức cho họ về. Khổng minh khăng khăng như vậy không nghe lời can ngăn nữa lệnh vừa hạ xuống toàn bộ tướng sĩ quân lính ai nấy đều cảm động vô cùng những binh lính đến lượt được về đều một lòng muốn ở lại tham chiến họ nói thưa tướng ân trọng như vậy chúng tôi nguyện không về quyết liều một mạng này để trả ơn thừa tướng giai các lượng cũng cảm động nói những người chờ để về thì nên trở về sao có thể ở lại binh lính lại đồng loạt nói chúng thần xin ở lại nguyện không trở về Cuối cùng, Gia các Lượng phần vị thương binh sĩ, phần vị đường lương thảo khó khăn, quyết định rút quân về. Tuy nhiên, trên đường rút về thì ông khôn khéo bày phục binh ở đường Mộc Môn, dù được tướng địch là Trương Cáp đang mãi truy kích vào ổ mai phục. Trương Cáp và hơn trăm bộ tướng đi theo đều bị bắn chết ở đường Mộc Môn cả. Quân thuộc khí thế ngút trời, tuy Mã ý nghe tin Trương Cáp chết cũng vội vã rút lui, không dám đuổi theo. Gia Cát Lượng nhờ thế mà nhẹ nhàng rút về nước thuộc an toàn. Cổ nhân nói, người không giữ tính nghĩa thì không làm được chuyện gì. Đất nước không có tính thì mất hết lòng dân. Tranh giới đo lường giữa tiểu nhân và quân tử cũng chính là chữ tính này. Tiểu nhân thì nói trước lừa lọc sau, quân tử lại chính là một lời nói ra, bốn người khó đuổi. Gia Cát Lượng thao phải đối đầu với nguy hiểm tính mạng cũng không thích hứa để mất chữ tính. Ông có tính nghĩa là sinh mệnh thứ hai của mình, là nền tảng cơ bản của đạo đức. Ấy vậy mà con người hiện đại có mấy ai hiểu được điều ấy. Rất nhiều thương nhân vì lợi nhuận mà bán rẻ uy tín, làm chuyện khuất tất gian lận. Chuyện khải siêu bán lụa Made in China đang làm nóng mặt báo mấy hôm nay đã giống lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự thất tính đang ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội. Ông cha ta có câu, một lần mất tin vạn lần bất tính, không có bạc tiền nào mua nổi niềm tin vậy. Huyền Bí TV trên thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí tiên tri trấn yểm lời nguyền bài học cuộc sống hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ